Gan thì đây chính là một cái cơ quan nội tạng chủ chốt trong cơ thể con người chúng ta. Và các cái đồ ăn rồi những cái thức uống hay là các cái loại thuốc mà các cô bác chúng ta sử dụng hàng ngày thì nó đều có thể làm ảnh hưởng tới cái chức năng của gan. Bởi vì gan nó chính là một cái bộ phận để giúp đào thải những cái độc tố và xử lý tất cả những cái hóa chất độc hại mà chúng ta vô tình đưa vào bên trong cơ thể. Gan nó rất là quan trọng như vậy, nhưng mà ít ai trong chúng ta để ý tới cái việc đó là chúng ta cần phải ăn gì hay là chúng ta cần phải làm gì để giúp cho gan luôn luôn khỏe mạnh. Và trong cái video ngày hôm nay thì Jessica sẽ chia sẻ tới các cô anh chị về 6 cái loại thực phẩm từ thiên nhiên được coi là vua giải độc dành cho gan. Nó rất là dễ tìm kiếm, cô bác nào chúng ta cũng có thể dùng được. Thế thì cái loại thực phẩm đầu tiên mà Jessica muốn nhắc tới đây đó chính là củ tỏi. Nó rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta đúng không ạ? Trong tỏi thì nó sẽ chứa nhiều cái allicin. Thì đây chính là một cái hợp chất xung phu mà gan của chúng ta cần để tiến hành các cái chức năng khử độc. Tỏi thì nó sẽ giúp cho gan có thể kích hoạt những cái enzyme để giúp loại bỏ những độc tố ra bên ngoài cơ thể, chẳng hạn như thủy ngân này, rồi các cái phụ gia thực phẩm mà có độc tính bên trong đó. Chỉ cần là chúng ta ăn một tép tỏi mỗi ngày thôi thì nó có thể giúp kích hoạt những cái enzyme của gan. Và cái enzyme này thì nó sẽ giúp cho cơ thể có thể tăng cường cái việc mà thải độc tố. Ngoài cái allicin ra thì trong tỏi nó còn chứa cái hàm lượng rất là cao cái selen. Và hai cái hợp chất tự nhiên này thì nó sẽ giúp hỗ trợ trong cái việc mà giải độc gan cũng như phòng ngừa cái tình trạng về ung thư gan. Với cái củ tỏi thì cái cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Hàng ngày khi mà các cô bác xào rau ấy thì có thể là cho vào một hai tép tỏi, hay là khi mà pha nước chấm thì mọi người cho vào một chút tỏi trong đó. Rồi một số cô bác mà chúng ta ăn được trực tiếp thì một ngày chúng ta cũng có thể là ăn một tép tỏi sống cũng được. Tiếp theo, cái loại thực phẩm số 2 đó chính là bắp cải. Thì so với các loại rau củ khác thì bắp cải nó sẽ chiếm cái ưu thế hơn về cái lượng vitamin vô cùng dồi dào. Bắp cải thì chúng ta rất dễ mua, dễ chế biến và cũng dễ ăn. Không chỉ là một cái món ăn ngon mà bắp cải nó còn được mệnh danh đó chính là cái thần dược cho gan và giúp ngăn ngừa cái tình trạng ung thư hiệu quả. Đối với gan thì bắp cải nó sẽ giúp kích thích cái hoạt động của các enzyme nhằm tăng cường cái chức năng giải độc gan. Trong số đó thì bắp cải nó sẽ giúp đào thải khoảng tầm 50% những cái độc tố phóng xạ nguy hiểm. Đặc biệt đó là trong bắp cải thì nó cũng rất là giàu những cái chất chống oxy hóa, từ đó thì nó cũng giúp là hạn chế cái nguy cơ ung thư cho chúng ta nữa. Và với những cái bắp cải thì các cô bác chúng ta hoàn toàn có thể là làm salad để ăn, chúng ta luộc hoặc là chúng ta xào lên để ăn cũng được. Tiếp theo, cái loại thực phẩm số 3 đó chính là quả bơ. Quả bơ thì đây chính là một cái loại thực phẩm mà nó rất là giàu cái dinh dưỡng. Nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể tăng cường sản xuất ra nhiều cái glutathione. Mà glutathione thì đây chính là một chất rất là cần thiết trong quá trình chuyển hóa các cái chất độc tố trong cơ thể. Mà trong các cái nghiên cứu gần đây thì người ta cũng chỉ ra rằng nếu như mà chúng ta thường xuyên ăn quả bơ thì nó sẽ giúp cải thiện cái chức năng của gan cực kỳ hiệu quả. Vì vậy khi mà vào mùa bơ thì bơ có bán rất là nhiều ngoài chợ và giá thành cũng rẻ nữa, thì các cô bác chúng ta tăng cường ăn thêm nhiều những cái quả bơ như thế nhé. Và mỗi ngày các cô bác có thể là ăn tầm 1/4 cái quả bơ to, còn nếu như mà quả nhỏ thì chúng ta có thể ăn nửa quả cũng được, thì nó sẽ rất là tốt. Với quả bơ thì các cô bác chúng ta có thể là ăn trực tiếp thì là tốt nhất, hoặc là chúng ta cũng có thể làm sinh tố này, có thể thêm vào các cái món salad để chúng ta ăn thì cũng rất là ngon. Thì đấy chính là cái loại thực phẩm số 3, quả bơ, nó cũng rất là tốt cho gan. Một cái loại thực phẩm thứ tư nữa cũng tốt cho gan, đó là củ cải đường và cà rốt. Thế thì cả hai cái loại rau củ này nó đều chứa cái hàm lượng rất là cao cái flavonoid thực vật và cái beta carotene, thì nó sẽ giúp kích thích và giúp cải thiện chức năng gan cho chúng ta. Trong củ cải và trong cà rốt thì nó cũng chứa cái hàm lượng rất là cao cái pectin. Đây chính là một chất mà có tác dụng giúp thải độc cho cơ thể cực kỳ hiệu quả. Và tiếp theo, một cái loại thực phẩm số 5 mà cũng rất là quen thuộc đối với chúng ta và mùa này thì đang có bán rất là nhiều, đó chính là quả bưởi. Thì bưởi thì nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những cái sự tổn thương tại gan. Bởi vì trong quả bưởi thì nó sẽ giàu cái vitamin C và các cái chất chống oxy hóa, và chính những chất này nó sẽ giúp tống được những cái độc tố ra khỏi cơ thể và giúp ngăn cản những cái độc tố đấy nó gây tổn hại cho các tế bào. Và một cái nghiên cứu vào năm 2006 thì người ta cho thấy là cái tinh chất là laryngealin có trong quả bưởi thì nó có thể giúp kích hoạt các cái chất có trong quá trình oxy hóa axit béo, và về lâu về dài thì nó sẽ giúp ngăn ngừa được cái tình trạng về gan nhiễm mỡ cho chúng ta rất là tốt. Và cuối cùng, một cái loại thực phẩm số 6 nữa đó chính là củ nghệ, thì nó cũng rất là tốt cho gan. Cái thành phần chính mà có trong củ nghệ thì đó chính là cái curcumin. Và cái chất curcumin trong củ nghệ thì nó sẽ giúp làm sạch gan, lọc máu, tăng cường cái chức năng tiêu hóa và giúp loại bỏ những độc tố bên trong cơ thể. Ngoài ra thì nghệ nó còn giúp cơ thể có thể là tiêu hóa những chất béo và có tác dụng là giúp kích thích túi mật, sản sinh ra nhiều mật hơn.
Đồng thời thì nó sẽ giúp loại bỏ những gốc tự do gây hại cho các cái tế bào bên trong cơ thể của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tăng cường bổ sung thêm nghệ vào trong các cái bữa ăn hàng ngày, hoặc là chúng ta uống cái tinh bột nghệ vào mỗi buổi sáng, thì nó đã có thể giúp cho gan hoạt động rất là tốt. Thì đó chính là 6 cái loại thực phẩm mà có thể là giúp cho chúng ta thải độc hay là làm sạch cho cái lá gan. Chúng ta sẽ có đầu tiên là củ tỏi này, thứ hai là bắp cải, thứ ba là quả bơ, thứ tư đó là củ cải đường và cà rốt, thứ năm đó là quả bưởi và cái thứ sáu đó là chúng ta có củ nghệ. Muốn cho gan hoạt động khỏe mạnh, không bị tích tụ những độc tố và tránh những cái bệnh lý về gan, thì các cô bác anh chị chúng ta hãy tăng cường bổ sung các loại thực phẩm mà Jason vừa kể ra ở trên vào trong các cái thực đơn ăn uống hàng ngày của mình nhé. Đừng có để cho gan của chúng ta khi mà nó bị tổn thương rồi, nó tạo thành cái xơ gan rồi thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu bổ sung. Thì nhiều khi là gan của chúng ta nó bị tổn thương quá nặng nề, nó rất khó để hồi phục. Mà ngay từ bây giờ trong các cái bữa ăn uống hàng ngày, chúng ta hãy chú ý hơn để bảo vệ cái lá gan của mình. Hy vọng là cái video ngày hôm nay hữu ích với mọi người. Và nếu như mà các cô bác anh chị thấy hay, hãy giúp Jason chia sẻ đến cho thật nhiều người chúng ta cùng áp dụng nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong các cái video tiếp theo. Jason khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Jason ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Jason ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Jason ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.